Nếu như bộ ba Obelix, Osiris và Ra được lấy ý tưởng thiết kế từ các vị thần trong văn hóa Ai Cập thì bộ ba Sacred Beast được lấy ý tưởng từ các nhân vật trong Do Thái giáo. Uriah, Lord of Searing Flame được thiết kế tương tự như thần Osiris. Tên Uriah được đặt tên dựa theo nhân vật Uriah the Hittite, một nhân vật xuất hiện trong sách Samuel trong Kinh Thánh. Trong sách, vua David đã ngoại tình với vợ của Uriah nên đã ra tay hạ sát ông. Cái tên Uriah cũng có thể được tham chiếu đến tổng lãnh thiên thần Uriel. Hammon, Lord of Striking Thunder được xem như là phiên bản Sacred Beast của thần Ra. Cái tên Hammon được đặt dựa theo tên của Haman, một nhân vật phản diện trong sách Eder, kẻ đã cố gắng hạ bệ vua Ba Tư và giết tất cả những người Do Thái ở Ba Tư. Raviel, Lord of Phantasm sẽ nhìn không khác mấy với thần Obelix, cũng là một quái thú dạng người với cơ bắp cuồn cuộn. Raviel được đặt theo tên của Raziel, một thiên thần được mệnh danh là thiên thần của những điều bí ẩn, mà đã là bí ẩn thì biết gì đâu mà nói, đúng không? Amitai the Cast Phantasm là hình dạng kết hợp của ba quái thú Sacred Beast. Cái tên Amitai được đặt dựa theo tên của Amatiel, một trong những thiên thần mùa xuân trong cuốn Ma Đạo Thư Heptameron của tác giả Pietro di Abano.